Hello, xin chào tất cả các anh em các bác nhé. Thì em là Kinh Lạc Tung Quan. Thì hôm nay quay thêm một cái video để giới thiệu đến anh em một vài sản phẩm mới và cũng giải đáp thắc mắc cho anh em. Anh em hỏi là thời gian đi kích được bao lâu rồi, máy móc của mình dùng pin gì. Thì em cũng vào thẳng vấn đề luôn, không dông dài nữa. Thì em cũng trả lời với anh em luôn. Thì máy em có thể đi từ 3 đến 8 tiếng. Tại sao nói từ 3 đến 8 tiếng? Thời gian đi còn phụ thuộc vào cái thời gian anh em bấm nhiều hay bấm ít và cái số lượng cá. Thì một con máy này có thể bao cho anh em đánh từ khoảng tầm 70-80 cân cá đổ lên, đổ về. Đó, thì nói chung anh em đi đánh cá to thì nó cũng số lượng cân nó rất nhanh, đi đánh cá nhỏ anh em bóp liên tục thì thời gian nó đi sẽ nhanh hết hơn. Còn gặp cá to hoặc là thi thoảng anh em mới bóp thì nó sẽ lâu hết điện anh em nhé. Đó. Thì còn về vấn đề pin thì tùy với cái giá thành anh em đặt. Ví dụ như cái bản bình thường nhất em đang bán đó là máy phổ thông nhất, máy liền chĩa đó. Thì em sẽ sử dụng pin đó là pin Samsung 25R nhá anh em nhé. Đó. Anh em có thể quan sát. Đây là pin Samsung 25R, hàng chính hãng em nhé. Cái hàng này là em mua hàng tháo khối, hàng chất lượng còn ok. Tại sao em có thể đảm bảo được cho anh em như vậy? Thì đây, em đang cân bằng pin để chuẩn bị đóng pin vào cho anh em đây. Thì em sẽ nói theo cái cơ sở nó là máy móc anh em nhé. Ví dụ trong cái quay video em có quay nó có bị giật hay là như nào đấy thì cũng rất là mong anh em thông cảm. Đó. Pin nội trở là 13,90 ôm nhá. Thì tất cả những cái pin này thì chất lượng đều còn ok. Em dùng pin tháo khối thôi nhưng mà chất lượng còn ok nhá, không phải mua hàng loại nội trở cao về đóng cho anh em. Đó. Thì giá tiền của anh em như nào thì sẽ nhận được những cái sản phẩm như thế. Thì em làm nó sẽ có đầy đủ máy móc để làm cho anh em những cái sản phẩm nó hiệu quả và ok nhất. Rồi. Và tiếp đến là cái máy kích biển. Thì đây là một cái máy kích nước ngọt dạng to. Thì cái form của kích biển thì ở đây hiện tại em không có một cái nào ở đây cả. Nhưng mà nó sẽ giống form này nhưng mà nó sẽ to hơn một chút anh em nhé. Đó. Còn kích nước ngọt thì em làm rất là nhỏ gọn thôi. Nó chỉ to hơn nhưng mà còn độ về độ dài này. Đó, nó chỉ dài bằng một cái kích liền chĩa bên thông thường anh em nhé. Cầm nắm rất là ok, nặng khoảng 1,5 cân. Đó. Thì tại sao nó nặng? Tại vì một phần máy nó rất là to và thứ hai là cái phần pin nó cũng là pin to anh em nhé. Đấy. Pin bình thường pin bé là ví dụ như pin này chẳng hạn. Thì cái 6 quả này là em vừa đặt riêng để em chuẩn bị đóng một cái kích của em. Thì đây là pin VTC6. Anh em có thể quan sát nhé. VTC6 của Solin anh em nhé. Pin này pin chính hãng. Thì pin chính hãng hàng X thì có thể cho phép anh em sạc đến 1.000 lần không cần phải bảo hành anh em nhé. Thì cái thời gian sạc và sử dụng của nó rất là dài nhưng mà cái giá thành nó cũng rất là cao, 180.000 một quả anh em nhé. Rồi, tiếp đến thì em cũng nói về cái pin của kích biển thì em sẽ sử dụng pin của Samsung. Anh em có thể nhìn thấy chất lượng rất là ok. Cái chữ in ấn của nó rất là đẹp này, anh em nhìn rất rõ nét nhé. Đó, pin 21700. 6 quả sẽ cho anh em được dung lượng là 8A xả 70A, xả 80A. Cái dòng xả cao như vậy thì có thể đáp ứng được cho cái kích biển và kích nước ngọt loại to rất ok. Thì tiền nào của đấy anh em có thể lựa chọn kích của em hay là sản phẩm của bên khác thì đều ok. Anh em đặt niềm tin vào đâu thì sẽ mua hàng ở đấy. Còn chất lượng nó lên tất cả anh em ạ. Đấy. Một tháng em bán rất là nhiều máy. Nói chung là anh em cứ cọc tiền thì em mới bắt đầu làm máy nhá, chứ em không làm sẵn. Ba máy này em hoàn thiện xong em gửi luôn. Để sẽ không để một con máy nào trong nhà cả. Đấy. Thì cái quy trình làm thì nó là như vậy. Đó. Thì cũng vừa nhập ít pin thì cũng gọi là quay video khoe để anh em như vậy.
và cũng giải thích một vài vấn đề với anh em luôn. Đó, thì chốt lại pin của máy nghiền chĩa hoặc là máy tháo chĩa thì đều sẽ dùng pin là pin của Samsung 25R với dung lượng là 2500 mAh. Thì sẽ dùng 6 quả thì nó sẽ được dung lượng là khoảng 5000 mAh anh em nhé. Còn kích biển hoặc là kích máy to, kích ngọt nữa, máy to thì sẽ dùng pin 21700 với dung lượng 6 quả tính lên sẽ được là 10000 mAh anh em nhé. Thì đối với những cái kích to như này này thì thời gian sử dụng rất là lâu, và em cũng giới thiệu với anh em luôn cái công tắc đời mới của bên em nhé. Đó, nhìn nó cũng rất là ok đúng không ạ, nhìn rất đẹp. Đó, bấm rất sướng luôn nhé. Đó, bấm rất sướng luôn thì nó sẽ được trang bị ở cho những cái máy đắt tiền anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì có thể nhắn tin với Zalo 0352666197. Em cũng nhắc lại luôn, mua hàng của bên em đều phải cọc tiền trước và em mới bắt đầu làm sản phẩm, nên là anh em cũng hết sức mua hàng khách quen rồi thì không nói, những khách mới quen hoặc là khách bắt đầu tìm hiểu mua về cái sản phẩm của em ấy thì anh em cũng có thể thông cảm về cái chính sách bán hàng này của em rồi. Đó, và cái kích to này em sẽ bán luôn nhé, anh em nào mà có nhu cầu thì em cũng bán luôn. Giá máy thì cũng khá là cao, tại vì là sử dụng pin và những cái sản phẩm để làm nên một con máy này thì đều là sử dụng linh kiện rất là tốt anh em nhé. Đó, nguyên cái phần vỏ này em thiết kế mất mấy ngày mới được cái nguyên cái vỏ này thôi. Đó, trước con này máy này nó còn dài hơn một chút cơ, nhưng mà vì được dùng cái công tắc một đời mới này nên nó có thể ngắn lại được 3 phân, nên là con máy rất là gọn luôn. Đó, nhìn rất là gọn, rất là đẹp nhé. Rồi, chào tất cả anh em nhé.